Mình mới vừa lướt Threads thì mình thấy được một cái bài post của một bạn hỏi là bây giờ bạn là sinh viên và các bạn đang chuẩn bị đi học đó, thì các bạn nên mua là MacBook Air M3 hay là các bạn nên mua MacBook Pro M3, bởi vì đang có cái ưu đãi Back to School của Apple, cái ưu đãi mà vừa giảm giá máy mà còn tặng thêm cái AirPods đó. Thì ở trong cái video này mình muốn cho các bạn biết được sự khác biệt giữa MacBook Pro M3 và MacBook Air M3 là gì. Tuy tụi nó là cùng con chip nha, nhưng mà có một số cái điểm khác biệt mà nó có thể ảnh hưởng tới cái cách mà bạn sẽ xài máy luôn. Và ngoài ra thì nếu bạn là sinh viên thì các bạn nên đi mua MacBook Air M3 hay là MacBook Pro M3. Bây giờ thì mời các bạn coi video này ha. Trước tiên á, là mình muốn nói nhanh về con MacBook Air M3 trước. Đây cũng là cái con máy mà mình thường xuyên xách nó đi khi mà mình mang ra đường. Thì đối với lại MacBook Air M3, cái điểm quan trọng nhất nằm ở chính cái chữ Air, tức là nó sẽ rất là mỏng, nó sẽ rất là nhẹ và pin lâu. Thật ra thì MacBook Pro pin nó cũng lâu á, nhưng mà cái điểm mỏng nhẹ sẽ là cái ưu điểm lớn nhất mà các bạn có được khi mà các bạn mua MacBook Air 13 inch chạy chip M3. Thật ra MacBook Air nó vẫn còn cái phiên bản 15 inch nữa nha các bạn. Và nếu như mà các bạn thích một cái không gian hiển thị rộng rãi hơn, các bạn muốn làm việc thoải mái hơn á, thì các bạn nên mua bản 15 inch. Nhưng mà mình thấy á, là đa số các bạn thì thường là các bạn sẽ chọn xu hướng á, là 13 inch. Tại vì nó đủ gọn nhẹ để mà các bạn có thể mang đi rất là dễ dàng. Tại vì bình thường á, các bạn mang đi là các bạn sẽ có một cái ba lô, xong rồi các bạn nhét con MacBook vào, xong rồi các bạn còn nhét thêm một số tập sách nữa, rồi một số cái dụng cụ cá nhân hay thậm chí là cả bình nước nữa. Thì nếu mà các bạn ưu tiên một cái máy mà nhẹ nhất có thể á, thì lúc đó con MacBook Air M3 phiên bản 13 inch mình thấy là nó hợp lý hơn. Còn nhìn qua bên đây nè, các bạn sẽ thấy đây là MacBook Pro 14 inch mà nó là phiên bản chạy chip M3 ha. Khi mà các bạn nhìn lên web của Apple, các bạn thấy là MacBook Pro 14 inch á, nó phân thành tới ba cái loại chip khác nhau lần. Nó có bản chạy chip M3 nè, rồi bản chạy chip M3 Pro và bản chạy chip M3 Max nữa. Thì M3 Pro và M3 Max thì nó thuộc cái phân khúc cao hơn và giá của nó cũng cao hơn hẳn luôn. Cho nên là mình sẽ không nói nhiều ở trong cái video này, mình sẽ tập trung vào con MacBook Pro 14 inch chạy chip M3. Thì nhìn vào cái tên thôi các bạn cũng đã thấy được á, cái phiên bản 14 inch này nó có cái màn hình là 14 inch, tức là nó rộng hơn một xíu so với lại con MacBook Air 13 inch ha. Thứ hai, đó là bởi vì đây là một con MacBook Pro, cho nên là những cái đặc điểm mà Pro ở trên con máy này á, thì những con Air bình thường nó sẽ không có. Ví dụ nha, nó sẽ có nhiều cổng kết nối hơn. Ở đây á, thì các bạn sẽ thấy là con MacBook Pro 14 inch á, nó sẽ có thêm một cái cổng HDMI và một cái khe thẻ nhớ SD. Hai cổng này hoàn toàn là không xuất hiện ở trên con MacBook Air M3 luôn. Mình ví dụ đơn giản các bạn thôi, nếu mà các bạn có thích quay phim chụp hình nè, có thể là các bạn sẽ học một cái ngành nào đó mà các bạn cần làm multimedia chẳng hạn, hoặc đơn giản là các bạn muốn quay top top, các bạn muốn quay YouTube trong thời gian rảnh, hay là các bạn muốn xây kênh cho một cái doanh nghiệp nào đó như là một cái công việc part time chẳng hạn, thì lúc đó thật ra các bạn lại nên đi mua MacBook Pro M3. Thì vì cái khe thẻ nhớ đó nó giúp các bạn loại bỏ được một cái adapter, nó gọn gàng hơn rất là nhiều, chưa kể là tốc độ của nó cũng cao nữa. Và cái cổng HDMI thì thôi khỏi nói rồi ha, các bạn muốn nối ra màn hình ngoài để mà các bạn xem phim, các bạn chơi game, các bạn giải trí, các bạn muốn nối ra TV, và đặc biệt là khi mà các bạn đi gặp khách hàng hoặc là các bạn cần phải thuyết trình gì đó mà cần xuất ra máy chiếu á, thì con MacBook Pro 14 inch các bạn có thể làm tất cả những việc đó mà nó có sẵn cổng rồi, các bạn không cần phải mua thêm bất kỳ một cái adapter nào, cũng không phải nhớ là lúc nào tôi đi thì tôi cũng phải xách thêm một cái adapter. Thật ra như con MacBook Air M3 thì các bạn vẫn có thể nối ra màn hình rời bằng cổng USB-C được, nhưng mà gặp máy chiếu nha, thì lúc đó một là thường ở các công ty người ta sẽ chuẩn bị sẵn cái đầu converter, hai là các bạn sẽ phải tự đem một cái adapter nào đó của riêng các bạn. Một cái điểm khác biệt thứ hai nữa giữa con MacBook Air M3 và con MacBook Pro M3 nằm ở cái màn hình, và đây là một trong những cái khác biệt ảnh hưởng nhiều nhất tới trải nghiệm mà các bạn thường xuyên sử dụng. Tại vì màn hình là cái mà các bạn sẽ nhìn vào rất là nhiều mà. Màn hình của MacBook Air là một cái màn hình LCD, đèn nền LED và tần số quét của nó là 60Hz. Trong khi đó, màn hình của MacBook Pro M3 thì nó vẫn là màn hình LCD nhưng mà đèn nền của nó là đèn nền mini LED. Ngoài ra thì tần số quét cao nhất mà nó có thể đáp ứng được là 120Hz. Thì đối với lại cái đèn nền đi ha, thì màn hình của con MacBook Pro các bạn thấy là nó sáng hơn so với lại con MacBook Air. Ngoài ra thì cái độ tương phản của nó cũng tốt hơn kha khá, đặc biệt là khi mà các bạn làm việc hoặc là các bạn xem phim á, các bạn sẽ thấy là có những cái khu vực mà nó hơi đen hoặc là nó hơi xám á, thì con MacBook Pro M3 nó hiển thị tốt hơn rất là nhiều luôn. Tại vì nó có rất nhiều cái bóng mini LED ở ngoài sau để nó có thể bật tắt tùy theo từng khu vực, trong khi MacBook Air thì nó không có khả năng bật tắt được như vậy. Rồi chưa kể là về độ sáng ha, khi mà các bạn ngồi ở một cái môi trường rất là sáng, ví dụ như các bạn ngồi trong có thể là cái studio này, các bạn ngồi trong văn phòng, các bạn lên giảng đường với rất là nhiều đèn á, thì lúc đó khả năng hiển thị của con MacBook Pro 14 inch nó cũng tốt hơn so với lại MacBook Air nữa. Và cuối cùng, cái tần số quét 120Hz này á, khi mà các bạn lướt web nè, khi mà các bạn cuộn văn bản nè, khi mà các bạn rê chuột thôi là các bạn cũng đã có thể thấy được cái sự khác biệt rồi. Nó sẽ mượt hơn đáng kể. Mặc dù cấu hình của hai con là y như nhau nha, nhưng mà nhờ cái tần số quét cao hơn cho nên các bạn sẽ có cảm giác là mọi thứ nó di chuyển mượt hơn rất là nhiều luôn. Nãy giờ là chúng ta đã nói về sự khác biệt giữa con Pro và con Air về mặt ngoại hình rồi, về mặt màn hình rồi. Bây giờ tiếp theo là chúng ta sẽ nói về mặt cấu hình.
Ở bên trong hai con máy này thật ra là cấu hình của nó giống như nhau các bạn. Nó sử dụng cùng một con chip là Apple M3. Và RAM thì thực ra thì con MacBook Pro này nó cũng bắt đầu ở RAM 8GB thôi. Nếu mà các bạn đủ kinh phí thì các bạn nên upgrade lên cái bản mà RAM 16GB để các bạn dùng trong một cái tương lai nó lâu dài hơn. Tại vì 8GB thì thật ra là chỉ vừa đủ dùng thôi. 16GB thì mình thấy là nó là một cái mức dư dả hơn khá là nhiều. Và bởi vì hai con máy này cái cấu hình nó tương tự nhau mà, cho nên là tụi nó cũng mạnh ngang như nhau thôi. Nhưng mà cái điểm khác biệt đó là con MacBook Pro 14 inch thì nó có thêm cái quạt tản nhiệt. Con MacBook Air thì hoàn toàn không có quạt tản nhiệt gì luôn. Cho nên khi mà các bạn chạy những cái tác vụ nào mà nó nặng và trong thời gian dài á, mình ví dụ như các bạn xuất video chẳng hạn, thì các bạn sẽ để ý là con MacBook Pro M3 á, thường là nó sẽ nhanh hơn so với lại con MacBook Air. Tại vì cái đoạn đầu á, thì tụi nó sẽ có tốc độ như nhau, nhưng mà khi con chip nó nóng lên á, thì con MacBook Pro nó tản nhiệt tốt hơn, cho nên là nó có thể duy trì được cái hiệu năng cao trong thời gian dài hơn so với lại MacBook Air. Nhưng mà cái sự khác biệt đó thì các bạn chỉ nhận thấy rõ ràng khi mà các bạn làm những cái việc mà nó tương đối nặng và nó kéo dài thôi. Chứ nếu mà các bạn chỉ làm việc văn phòng, các bạn lướt web, các bạn đi học bình thường những cái ngành mà gọi là non-technical á, những cái ngành mà ví dụ kinh tế, xã hội, văn hóa, tài chính này kia, những cái ngành mà các bạn không đụng tới 3D, đồ họa các thứ, thì lúc đó các bạn sẽ không thấy được cái sự khác biệt một cách rõ ràng. Ngoài ra nãy giờ chúng ta đang nói với nhau là MacBook Air M3 so với lại MacBook Pro M3, nhưng mà thực chất hiện nay ở trên Apple Store và cả ở những cửa hàng đại lý nữa thì vẫn còn một cái dòng với cái mức giá rất là hấp dẫn, đó là MacBook Air M2. MacBook Air M2 á, cơ bản là nó giống con MacBook Air M3 các bạn, chỉ khác là con M3 á, thì cái con chip được nâng cấp lên, nó mạnh mẽ hơn và nó xuất ra được hai màn hình rời, còn con MacBook Air M2 thì chỉ ra được một màn hình rời thôi. Nhưng mà nếu các bạn không có những cái nhu cầu cao như vậy á, các bạn chỉ cần xuất ra một màn hình rời là ok rồi á, thì lúc đó mua MacBook Air M2 tính ra ha lại là một cái mức giá hời hơn rất là nhiều. Tại vì con MacBook Air M2 nó vẫn đủ mạnh. Thật ra con chip M2 nó vẫn rất là mạnh nha các bạn. Các bạn thậm chí có thể edit video nhẹ nhẹ ở trên con máy đó luôn á. Nhưng mà nó vẫn có được cái sự mỏng nhẹ và cái thiết kế y chang như là con MacBook Air M3 này đó. Nhưng mà hiện nay thì mình nhớ là chỉ có MacBook Air M3 mới được tặng cái con AirPods khi mà các bạn tham gia cái chương trình Back to School thôi. MacBook Air M2 thì không có được như vậy. Và sẵn đây nói luôn đó là nếu mà các bạn cần những cái máy mà có cấu hình mạnh hơn, ví dụ các bạn học ngành đồ họa đi, sau đó các bạn thỉnh thoảng phải edit video, các bạn phải làm phim, các bạn phải làm với nhiều hình ảnh chẳng hạn, thì lúc đó các bạn nên lên hẳn cái dòng MacBook Pro mà nó chạy chip M3 Pro hoặc là M3 Max. Lý do mà mình nói như vậy á, bởi vì cái sự khác biệt giữa con chip M3 Pro và M3 Max so với lại M3 thường á là một cái khoảng cách rất là lớn, đặc biệt là khi nói về bộ xử lý đồ họa ha. Tại vì lúc đó cái ví dụ các bạn xuất phim thôi là nó nhanh hơn rất nhiều nè. Hay là khi mà các bạn edit video mà nặng nặng chẳng hạn, các bạn có thể áp những cái filter mà lúc đó nó sẽ render nhanh hơn, các bạn ít có cái thời gian mà các bạn phải chờ hơn. Và đương nhiên giá của những con MacBook Pro mà chỉ giúp M3 Pro và M3 Max á, nó cũng sẽ cao hơn nữa. Thì lúc đó tùy vào túi tiền của các bạn mà các bạn có thể cân đối ha. Còn nếu mà các bạn không học những cái ngành nào mà cần cái sức mạnh đồ họa quá lớn á, các bạn học những cái ngành bình thường cơ bản thôi, những cái ngành non-technical thôi, thì lúc đó MacBook Pro hoặc là MacBook Air chạy chip M3, M2 là ok rồi. Nếu mà các bạn hỏi mình là bây giờ ưu tiên chọn là MacBook Air M3 hay là MacBook Pro M3 thì riêng bản thân mình ha, thì mình sẽ recommend cho các bạn nghiêng về phía MacBook Air M3 nhiều hơn. Lý do là gì? Thứ nhất là nó mỏng nhẹ. Thứ hai là thời gian dùng pin của nó cũng tương đương như là con MacBook Pro M3 14 inch thôi. Nhưng mà bởi vì nó mỏng và nó nhẹ hơn á, cho nên khi mà các bạn cầm vào các bạn thấy nó rất là sướng. Và quan trọng là khi mà các bạn bỏ nó vào trong cái ba lô mà các bạn vác nó đi thường xuyên á, thì cái sự khác biệt khoảng 200g này là cũng khá đáng kể đó nha. Chưa kể là nhiều khi á, các bạn đi đâu gọn gọn, các bạn bỏ nó vào trong một cái túi đeo chéo, các bạn đeo nhỏ bên như nè, gọn, tiện, thì lúc đó con MacBook Air nó vẫn có lợi thế hơn. Và đương nhiên một cái lợi điểm lớn nữa của MacBook Air M3 so với lại MacBook Pro M3 đó là mức giá của nó rẻ hơn khá là nhiều luôn. Thì với cái mức giá của MacBook Air M3 thì nó dễ tiếp cận hơn với các bạn sinh viên, còn MacBook Pro M3 thì thật ra là cũng hơi chát rồi đó. Cái sự khác biệt giữa một cái màn hình 120Hz và một cái màn hình 60Hz của con Air là có nha các bạn. Các bạn không thể nói là không thể có sự khác biệt được. Nhưng mà cái sự khác biệt đó nó không lớn tới mức để mà các bạn không có nói thì tôi không xài được. Trừ khi các bạn rất là khó tính thôi. Nếu mà các bạn khó tính thì ok, các bạn bỏ thêm tiền các bạn mua MacBook Pro là được rồi. Còn ở trong cái mức giới hạn ngân sách của con MacBook Air thì điều đó mình thấy là vẫn có thể chấp nhận được. Còn nói về việc lựa chọn cấu hình á, thì như lúc nãy mình có chia sẻ với các bạn á, thứ nhất ha, các bạn nên lựa RAM 16GB. Tức là thay vì các bạn lấy con MacBook Pro 14 inch này á, thì các bạn để cái phần chênh lệch tiền đó, các bạn đắp vào cho cái bản 16GB, nó sẽ hợp lý hơn và cái lợi ích mà nó mang lại cho các bạn nó cũng sẽ cao hơn. Thứ hai đó là về SSD á, thì mặc định tụi nó sẽ bắt đầu từ 256GB. Nếu mà các bạn đủ kinh phí các bạn mua bản 512GB thì mình không nói gì rồi. Nhưng mà trong bối cảnh là các bạn không muốn nâng cấp thêm, có thể là giới hạn về ngân sách chẳng hạn, thì cũng không sao, tại vì SSD thì mở rộng dễ. Bây giờ các bạn có thể mua mấy cái ổ SSD rời á, 4-5 triệu là có hàng ngon rồi. Mà bây giờ tụi nó rất là nhỏ,
Cho nên nếu mà các bạn cần lưu file nặng thì các bạn lưu ra cái ổ SSD là ok. Cái ổ SSD thậm chí là mình còn để file trên đó, mình edit video trực tiếp được luôn mà. Bởi vì cái tốc độ của cái cổng USB bây giờ nó cao rồi, cho nên là cái vị SSD đó thì nó không quá căng thẳng. Chủ yếu là nếu mà có cần phải nâng cấp thì các bạn dùng tiền nâng cấp ra 16GB cho mình, còn không thì thôi. Sẵn đây thì mình cũng muốn đưa ra một số lời khuyên, đó là đối với lại MacBook thì các bạn thật ra là không cần phải dán màn hình làm gì đâu. Dán bàn phím ra cũng không cần luôn, tại vì nó sẽ giảm cái trải nghiệm của các bạn đi rất là nhiều. Và nếu mà các bạn dán như cái loại dán màn hình mà nó không có chất lượng, và mình đã từng thấy rất nhiều bạn than phiền, đó là khi mà bóc ra để thay miếng mới thì nó rất là nham nhở, nó bóc luôn cả cái lớp chống lóa nữa. Và lúc đó cái việc mà các bạn phải đi fix cái chuyện đó thì nó rất là cực, hay thậm chí là không fix được. Lời khuyên của mình ha là không dán màn hình, kệ nó. Có thể là các bạn muốn dán cái phần chiếu nghỉ tay hay gì đó thì ok, các bạn muốn dán cho nó đẹp đẽ hơn thì cứ thoải mái, nhưng mà màn hình thì cứ để nguyên nó cho mình. Bàn phím cũng vậy, bàn phím không cần phải phủ mấy cái lớp silicon gì đâu, cứ gõ thoải mái đi. Mua máy về thì các bạn phải dùng nó, phải để nó phục vụ cho mình chứ. Rồi vậy ha, đó là những cái mình muốn chia sẻ với các bạn, đặc biệt là các bạn sinh viên khi mà các bạn đang phân vân giữa MacBook Air M3 và MacBook Pro 14 inch chạy chip M3. Hy vọng là những cái thông tin mà mình cung cấp cho các bạn thì nó hữu ích và các bạn có thể chọn được cái con máy phục vụ đúng cho cái việc học hành của mình, và chúc các bạn học thật là tốt. Rồi vậy ha, cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.